những cái mà năm thì 10 họa nó mới xảy ra ở những cái địa bàn nơi nơi anh chị và những cái người ở ngoại quốc sống, so với những cái gì mà nó xảy ra trên cái địa bàn các anh chị sống. Cái chuyện trộm cắp này, hút sách này, đĩ điếm này, cướp giật này, hiếp dâm này, giết người này, ấu dâm này, bạo hành, ôi cha, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Hay là chúng ta sống với những cái điều đó riết rồi chúng ta quen, mà các anh chị thấy một cái xã hội mà cái nạn bạo hành trẻ em nó diễn ra hàng ngày hàng giờ các anh chị, mà trong khi các anh chị thấy cái đất nước Việt Nam nó, sự thật mà nói, nó đâu có phải là lớn lắm đâu. Nếu mà cái diện tích Việt Nam mà so với cái diện tích bên Pháp thì nó nhỏ hơn bên Pháp nhiều, mà nếu mà so với diện tích Việt Nam mà so với nước Mỹ hay nước Canada hay nước Úc thì trời ơi còn nhỏ dữ nữa, phải không? Dân số thì đông thật á, nhưng mà cái lực lượng công an cũng rất là đông. Cái lực lượng công an, an ninh, dân phòng, bảo vệ rồi này nọ kia cũng rất là đông. Thì tại sao mà cái vai trò, cái trách nhiệm gìn giữ cái trật tự trị an trong một cái xã hội, trong một cái địa bàn sống của người dân, nó thuộc về công an, an ninh, dân phòng, tổ tổ trưởng, bảo vệ khu phố, đại khái như vậy. Mà các anh chị có cảm thấy cái sự an toàn, an ninh của mình hay không? Các anh chị có cảm thấy cái điều đó không? Làm gì có cái chuyện đó. Nói thật với các anh chị ha, ở bên này thỉnh thoảng anh chị mới thấy bóng dáng police, thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng cảnh sát. Mà hễ cứ thấy họ ở đâu là mình cảm thấy mình yên tâm ở đó. Còn trong khi ngược lại, các anh chị ở một cái xứ sở mà các anh chị thấy công an ở đâu là các anh chị tránh né tới đó, các anh chị sợ hãi tới đó, bởi vì thấy chúng nó, thấy những cái người mặc quân phục là thấy phiền phức, thấy phiền toái, thì tránh đi. Hệt giống như là mấy anh chị tránh cùi tránh hủi vậy. Như vậy thì anh chị nói rằng là các anh chị đang sống trong một cái xã hội loạn lạc mà các anh chị còn không bằng lòng nữa, không đồng ý nữa. Nói cô nói gì kỳ vậy? Đâu có bom đạn đâu, đâu có ly tán đâu mà biểu là loạn lạc. Nó đâu có bình an đâu. Khi mà các anh chị không có dám đi ngủ mà không khóa cửa, thậm chí bây giờ các anh chị thức ngồi trong nhà, các anh chị cũng đâu có dám mà để cửa mở. Đang cầm cái phone, cái iPad chơi như vậy, cướp nó lao vào nhà, nó cầm, nó chặt một cái đứt bà nó cánh tay, giật phone, giật iPad, nó chạy đi. Con cái chúng ta đang ẵm ngồi ở trong nhà mà nó còn nhào vô, nó giật em bé, nó chạy ra bằng được, thì hỏi các anh chị rằng là các anh chị an toàn, an ninh ở cái chỗ nào? Nếu như vậy thì một cái xã hội mà nó loạn lạc từ đầu chí đũa như vậy đó, không có lấy một cái gì mà gọi là cái trật tự trị an, an ninh, an toàn của các anh chị mà được bảo đảm. Nếu như vậy thì cái xã hội này nó đâu có phải là bình yên. Thì như vậy cái thời thế này nó tạo ra những cái anh hùng nè. Ví dụ như cái chuyện mà các cái hiệp sĩ đường phố. Ở đây anh chị bỏ qua cái chuyện của anh chàng, của cái anh chàng gì mà xin việc Nguyễn gì đi nha. Anh chị bỏ qua cái chuyện của cái anh chàng đó, bởi vì anh chàng đó đàn áp người biểu tình gì đó. Thực ra thì các anh chị thử nghĩ đi, một cái con người đó mà vai u thịt bắp, một cái con người mà võ biền, tức là dũng mãnh, nhưng mà cái đầu không có nhiều gì hết đâu, rồi ở bên trong cái chiều sâu tâm hồn nó cũng không có cái gì nhiều, thì nó chỉ có cái nghĩa khí thôi, nhưng mà cái tư duy nó không có, cái trí thông minh nó không có. Thì những cái con người kiểu như vậy rất là dễ bị lợi dụng các anh chị ạ. Khi mà anh Chi coi những cái tin tức về hiệp sĩ đó, hiệp sĩ đường phố, thì anh Chi phải nói với các anh chị như thế này. Chính thời thế nó tạo ra những cái anh hùng ha. Tại sao mà những cái con người bất đắc dĩ, ví dụ như từ cái chú xe ôm, hay là cái anh sửa xe ở đầu xóm, hay là một dàn những cái người xe ôm tự dưng cái trở thành là những cái người bắt cướp, tự dưng trở thành những cái người mà bảo vệ cái trật tự trị an của bà con buôn bán xung quanh đó. Mà tại sao không phải là công an, không phải là dân phòng hay là bảo vệ khu phố, các anh chị thấy không? Thì chính cái thời thế đó mà nó tạo thành những cái anh hùng xe ôm tay không bắt cướp. Còn cái chuyện mà cái anh chàng như Việt xin Nguyễn gì đó, thì sự thật các anh chị nhìn đi, trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay đó, thiếu gì những cái anh chàng vai u thịt bắp, hả, sức khỏe võ biền,
Nhưng mà đầu óc có bao nhiêu đâu các anh chị. Tại vì nếu mà đầu óc người ta mà sáng suốt, tư duy của người ta mà vững vàng ha, và cái hiểu biết của người ta mà sâu rộng đó, thì với cái nghĩa khí của một người thanh niên võ biên như vậy đó, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ đứng về phía người dân, chắc chắn rằng là người ta sẽ bất mãn với cái chế độ, chắc chắn là người ta sẽ bất mãn với những cái người mà đại diện pháp luật mà đi ngược lại với pháp luật. Nhưng mà các anh chị thấy một khi mà họ có cái nghĩa khí chứ không phải không, bằng chứng rằng là thấy cái chuyện bất bình thì không có bỏ qua, thấy cái tội cướp nó lộng hành thì người ta cũng hùa vào với cái đội bắt cướp đường phố ha, làm những cái chú, những cái bác xe ôm này chẳng hạn, thì cũng lao vào bắt cướp, cũng thế này thế kia. Nhưng mà sau đó thì bị cộng đồng mạng đồ vạch ra, nó là cái thằng đi đàn áp anh em biểu tình đã chống Formosa, đại khái vậy. Thì các anh chị thấy rõ ràng là cái con người này, cái chiều sâu nó chả có cái gì, rất là dễ dàng để mà bị sai khiến, bị mua chuộc bởi cái nhà cầm quyền. Thì các anh chị thấy mà ngày hôm nay đó, chúng ta không có phân biệt được đâu là công an, đâu là côn đồ. Thật ra thì công an cũng có thể là giang hồ, là côn đồ, và côn đồ cũng có thể là công an. Mình mấy cái đó mình không phân biệt được nữa. Bây giờ đối với chúng ta không phân biệt được. Chánh tà gì nó cũng như nhau. Sự thật ra thì công an bây giờ nó là cái gì đâu? Giang hồ đỏ thôi chứ là cái gì, phải không? Công an nó là giang hồ đỏ thôi. Cho nên mình thấy những cái người có nghĩa khí nhưng mà thiếu lý trí, thiếu tư duy thì rất dễ bị lôi kéo, bị lợi dụng, bị sai khiến. Cho nên á, thay vì mà nhào vô mà cũng cắn xé, cũng chửi bới Việt Sinh Nguyễn, thì nói thật với các anh chị, những cái con người võ biền như vậy chúng ta nói làm gì? Thời thế nó tạo ra anh hùng. Trong một cái thời thế loạn lạc, khi mà cái tình hình trật tự trị an trên cái địa bàn nơi mà chúng ta sinh sống đó, nó không có được bảo đảm bởi những cái người đại diện cho pháp luật à, thì rõ ràng là người dân chúng ta phải tự bảo vệ. Trong đó có những cái con người nghĩa hiệp như là bác Tám xe ôm, anh Sáu xe ôm, hay là chú Bảy xích lô, ví dụ vậy. Họ thành lập một cái đội hiệp sĩ bắt cướp tự phát. Họ làm cái công việc không phải của họ chút nào, không? Họ làm cái công việc không phải của họ. Nhưng mà các anh chị thấy rằng những cái đối tượng như vậy đó, ngoài cái sự kêu là ngoài cái lòng hảo tâm và cái nghĩa khí hào hiệp, người ta có thể có người có cái này và có thể có người không có cái khác. Thì theo anh Chi nghĩ đó, nếu như mà chúng ta có được một cái số lượng hiệp sĩ đường phố giàu cái lòng hảo tâm với đồng bào, bà con, chòm xóm và đầy nghĩa khí đó, mà nếu như cái tư duy của người ta sáng suốt, cái hiểu biết của người ta sâu rộng, cái ý thức của người ta cao đó, thì khẳng định với các anh chị đó là một cái lực lượng hiệp sĩ không chỉ là ở trên đường phố để bắt cướp không, mà sẽ còn đồng hành với bà con chúng ta trong những cái vấn đề, ở những cái bất cập của xã hội, những cái tệ nạn, vấn nạn bất cập của xã hội. Nhưng mà các anh chị đếm mà được mấy người? Được mấy người đâu. Thành ra khi mà chúng ta thấy, bây giờ chúng ta phát hiện ra một cái anh chàng, trong cái phân cảnh này thì thấy, anh này cũng lao vào giúp người này, bắt cướp này, gọi là cũng nghĩa hiệp. Giống như cái bài viết gì ví von đó, là mấy anh hiệp sĩ đường phố là mấy chàng Lục Vân Tiên của thời đại đó. Thì mình nhìn ở trong cái phân đoạn này, phân cảnh này thì mình thấy anh đóng vai tốt. Nhưng mà mình lui lại vài phân đoạn trước thì mình thấy rõ ràng thằng này là thằng khốn nè, tay sai của nhà cầm quyền nè, không? Đi đàn áp người biểu tình phản đối Formosa gây ô nhiễm môi trường, đại khái như vậy. Thì các anh chị thấy cái ngay cả cái con người ở trong cái xã hội Việt Nam bây giờ, để mà định hình họ là cái con người như thế nào cũng khó lắm, các anh chị thấy không? Nhưng mà anh chị nghĩ rằng là chẳng nên đào quá sâu vào cái chàng hiệp sĩ. Mình đâu có nói được người ta là đội lốt hay là cái gì, chẳng qua người ta bị lợi dụng thôi. Người ta bị những cái nhà cầm quyền lợi dụng. Giống như anh Chi từng kể với các anh chị về một cái livestream
về những cái livestream mà anh chị có dịp theo dõi và vào tranh luận. Đó là một cái cậu thanh niên dân Bến Tre thì phải, sống ở Sài Gòn đó, rất là đẹp, mặt mũi đẹp, giọng miền Nam dễ nghe, tập tạ vai u thịt bắp đồ này kia. Nhưng mà cuối cùng trong cái cách nói chuyện của anh chàng thì rõ ràng là một anh chàng miệt vườn, rất là ngu si, và não trạng thì nhũn hết bởi những cái chất độc đỏ đã được nhồi từ bao nhiêu năm tháng. Thì anh chị mới thấy tiếc, các anh chị thấy không? Mà anh chị nghĩ rằng cái cậu thanh niên đó không phải là một, là duy nhất, mà có cả ngang những cái cậu thanh niên giống như cái cậu đó. Rất là đẹp, đẹp cái mã thôi à. Cũng là những cái người thanh niên có lý tưởng, nhưng cái lý tưởng sai bét. Một cái lý tưởng sai bét, cứ hễ mà trong đầu mà còn tôn thờ chủ nghĩa Mác Lênin với lại Hồ Chí Minh, với lại đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản là đúng đắn. Thử hỏi các anh chị, những cái người thanh niên mà vẫn còn giữ những cái đó trong đầu, thì thử hỏi với các anh chị, cái lý tưởng của họ nó sẽ đi về đâu? Cái lý tưởng nó đi về đâu bây giờ? Nó phục vụ cho ai bây giờ? Chắc chắn là không phải cho chúng ta rồi. Chính cái thời thế này nó tạo ra những cái người anh hùng. Nhưng mà hôm nay đó, có lẽ ra anh Chi sẽ anh Chi muốn nói tới đó, cái thời thế nó tạo ra những cái anh hùng thật sự đó, thật sự đó, trong cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay đó, là 90 triệu dân Việt Nam đang trở thành anh hùng. Phải nói thật với các anh chị, mà khi mà anh Chi nhìn về cái đất nước của mình, với tất cả những cái thông tin mà anh Chi theo dõi, anh Chi cóp nhạc tin tức mà, không? Mỗi ngày mình mở mắt ra là mình đều phải đọc báo hay là đọc tin tức ở trên các cái trang báo mạng hay là trên mạng xã hội rồi chẳng hạn, để mình cập nhật thời sự. Thì rõ ràng rằng là chính cái thời thế ngày hôm nay, cái thời thế của cái xã hội Việt Nam thối nát ngày hôm nay đó, mà nó tạo cho người dân Việt Nam trở nên anh hùng. Bởi vì nói thật với các anh chị là anh chưa thấy một cái dân tộc nào có cái sức chịu đựng mà giỏi giống như cái dân tộc Việt Nam mình bây giờ. Các anh chị thấy anh chị đăng một cái bức hình, một cái anh bộ đội, ảnh mặc cái bộ đồ đó của ảnh. Anh chị không biết ảnh thuộc quân chủng nào hả các anh chị? Sự thật ra thì đối với cái quân đội nhăn răng, anh chị không biết nó có bao nhiêu binh chủng, bao nhiêu quân chủng. Rồi mỗi cái binh chủng, mỗi cái quân chủng của nó, quần áo, đầu tóc nó ra làm sao, mũ nón nó như thế nào thì anh chị không biết. Anh chị nói thiệt với các anh chị chỉ có phân biệt được một cái duy nhất, đó là bộ đội Cụ Hồ. Mà bộ đội Cụ Hồ thì nón tai bèo với dép râu cao su đen, vậy thôi à. Chứ còn mà bây giờ mà nói về đồ của các anh quân nhân Việt Nam trong cái quân đội nhân răng anh hùng, thì nói thiệt với các anh chị là anh chị không phân biệt được ai với ai cả. Không biết nó là cái gì luôn, mà xin lỗi chứ bây giờ mà dòm vô đồ của bên công an, bên quốc phòng, bên quân đội, rồi biên phòng, thì nói thiệt với các anh chị không nhận ra được nữa. Thì cái cậu đó còn rất là trẻ, trong một cái buổi chợ chiều, mặc nguyên một cái bộ quân phục, ngồi bó gối như vậy, ngó người đi qua đi lại, phía dưới đất là một mớ rau. Thì các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh đó, các anh chị có thảm không? Các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh đó, các anh chị có thấy thảm không? Nói thật với các anh chị, khi mà anh chị nhìn cái hình ảnh đó đó, anh chị buồn, anh chị sốc mất vài ngày. Anh chị có viết cho một cái người bạn của mình ở Việt Nam, anh chị gửi cho anh coi tấm hình, anh chị nói anh xem cái tấm hình này. Cái tấm hình này nó ám ảnh anh chị mấy ngày nay. Nó thật sự đó các anh chị, khi mà anh chị chụp được cái tấm hình anh bộ đội bán rau, đầu tiên là anh chị zoom in zoom out đồ kỹ lắm để coi cái màu áo của anh, coi cái thì rõ ràng cái màu áo nó rất là lạ ha, cái màu xanh dương đậm, cái nón nó có cái viền. Nói thiệt với các anh chị là anh chị mù tịt, không có biết nó là thuộc cái quân chủng nào, binh chủng nào, nhưng biết nó là bộ đội. Một anh bộ đội mặc nguyên một bộ quân phục, quân ngũ của mình, ngồi bó gối, ngó người đi qua, người đi lại ở một cái ngã ba,
ở dưới đất ở trước mặt mình là mấy cái bó rau. Các anh chị nhìn cái hình ảnh đó, các anh chị thấy như thế nào? Chứ còn anh chị nhìn cái hình ảnh đó, anh chị bị ám ảnh. Và anh chị buồn mất mấy ngày. Lý do buồn, dễ hiểu thôi. Một cái đời quân nhân mà tại sao thê thảm như vậy? Mặc dù mình biết rằng là bây giờ đó ha, cái chuyện mà Việt Cộng họ bắt lính, họ tuyển đi, họ tuyển quân đi nghĩa vụ quân sự thì các anh chị thấy rồi, PD họ cũng lấy, không mất ngón tay hay ngón chân gì họ cũng lấy. Ngày xưa để mà trốn nghĩa vụ quân sự, chặt mất ngón tay hay là chặt mất ngón chân là coi như ở nhà, hay là làm sao đó cho mắt cận thị. Bây giờ thì nó bắt lính là các anh chị thấy là nó đâu có chừa cái gì. Bây giờ đuôi què sứt mẻ gãy gọng gì nó cũng lấy hết, PD cũng lấy luôn, xì ke con nghiện cũng lấy nữa. Nghĩa là mình biết rằng là các cái đối tượng ngày hôm nay để mà xung lính đó, để mà tạo ra một cái quân đội Việt Nam, thì nói thật với các anh chị những cái thành phần bây giờ mình không có lấy gì làm lạ hết đâu. Chính vì vậy mà nó không còn là quân đội nhân dân anh hùng nữa, mà nó thành quân đội nhân răng anh hùng. Là bởi vì như vậy đó, từ cái đầu vào nó đã không có cái sự tuyển lựa chắc chiêu một cách gạn lọc. Nhưng mà anh chỉ thấy giống như chính bản thân những cái em mà bây giờ mà chịu đi bộ đội đó các anh chị, làm như ở nhà cũng không có cơm ăn, thôi vô đó ít ra ngày cũng được hai bữa cơm lính. Các anh chị thấy nó thảm ghê không? Cái thanh niên của Việt Nam mình ngày hôm nay đó nó thảm dễ sợ lắm. Rồi bộ đội đi đi lính 2 năm, 3 năm, 3 năm đó xuất ngũ về, về rồi làm gì các anh chị? Các anh chị đi qua bên các cái xứ tự bạn dễ chết nè. À, nhắc một câu nữa. Có người nói với anh chị là đừng có nói cái chữ tự bạn dễ chết nhiều quá. Bởi vì cái chữ tự bạn dễ chết là cái chữ xuyên tạc của Việt Cộng á, đại khái là thì ai mà không biết phải không? Các anh chị ở đây cũng thừa biết rằng là Việt Cộng nó dùng cái chữ mà tư bản dễ chết để nó ám chỉ những cái xứ tư bản đế quốc thực dân rồi như thế nào. Nhưng tại sao ngày hôm nay dân tình mạng chúng ta vẫn cứ hay dùng cái chữ tư bản dễ chết? Thực ra đó là một cái cách nói để mà cho người dân ở trong nước sáng mắt sáng lòng. Là thiên đường đáng sống của các anh chị và những cái xứ tư bản dễ chết ở ngoài này. Thì quay trở lại các anh chị thấy đi lính không ở đâu sướng bằng lính Mỹ hết trơn á. Các anh chị đi lính ở bên Mỹ, các anh chị được rất nhiều quyền lợi. Vào trong đó ngoài cái nghĩa vụ về về nghĩa vụ quân sự căn bản của một cái người lính được đào tạo về kỷ luật kỷ cương này kia nọ, các anh chị còn được học văn hóa nữa song song. Khi mà các anh chị mà xong mấy năm phục vụ trong quân ngũ, các anh chị ra đời là các anh chị cũng có được một hai cái bằng đại học, tùy vào cái sức học của các anh chị. Và khi các anh chị đi lính như vậy, các anh chị mua nhà cũng được ưu đãi, phải không các anh chị? Cái điều này là mấy anh chị ở bên Mỹ là rành hơn ai hết đó. Chị Mã Tiểu Linh nè, có con đi lính nè, có con trong quân đội Mỹ nè. Trời, các anh chị sẽ biết, không có ở đâu mà sướng bằng là phục vụ trong quân đội của Mỹ. Thậm chí nội mà các anh chị đi mua cà phê ở trong Starbucks, hay là các anh chị đi mua thức ăn nhanh, fast food ở trong McDonald's rồi chẳng hạn, là lúc nào người ta cũng hỏi Vu có phải là quân nhân không. Và đi đến đâu cũng vậy, một cái người lính mà bước vô nhà hàng hay là tiệm ăn hay quán cà phê hay là công viên hay thư viện, đại khái là một cái người lính cho dù người ta bận trên người người ta cái bộ quân phục hay không quân phục, nhưng mà khi mà tính tiền là luôn luôn hỏi có phải quân nhân không, để làm chi, để được giá ưu đãi hoặc là để được miễn luôn khỏi trả tiền. Rồi sau đó lại còn cảm ơn vì cái sự phục vụ của anh nữa. Anh Chi thấy cái điều đó mà. Thậm chí ha, khi anh Chi bay đến Mỹ, đi từ phi trường, đi 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 từ phi trường, đi ra cái bãi mà thuê xe đó, cái từ phi trường mình đi ra cái chỗ mà car rental đó, cái chỗ mà thuê xe đó, thì trên cái Navette, trên cái shuttle người ta chở mình đi,
thì có anh lính rồi có mấy người ngồi thì đại khái họ hỏi chuyện, hỏi qua hỏi lại, anh mới đi đâu về, đại khái anh nói anh ở đây ở kia, anh đi đâu đó về, rồi đại khái như vậy. Rồi cái đến cái stop đó người ta xuống, trước khi người ta xuống người ta thank you for your service rồi nữa, không cảm ơn vì cái sự phục vụ, vì vì cái cống hiến của anh, đại khái như vậy. Rất là lịch sự, rất là hay. Rồi bây giờ đừng nói đó, anh Chi không phải người bên Mỹ, nhưng mà anh Chi biết những cái đó, chính mắt mình đi, chính tai mình nghe, chính mắt mình thấy. Còn bây giờ ở bên này, ở bên này các anh chị biết ha, những cái bảng to thật là to quảng cáo kêu mà nhập ngũ, ở bên này nhập ngũ thì cũng là tình nguyện thôi, họ in hình những cái cô cậu nam nữ quân nhân rất là oai phong, và họ chụp hình với một cái hình thức ở đâu đó hãnh diện vô cùng, rất là hãnh diện, tự hào khi mà gia nhập quân đội. Và khi ở bên Tây này cũng vậy, khi mà con em chúng ta mà vào quân đội là ở trong đó đó, ngoài cái chuyện nó huấn luyện, ngoài cái chuyện nó huấn luyện mình trở thành một cái người quân nhân đạt cái tiêu chuẩn như nó muốn, thì cái chuyện mà đào tạo mình cho mình trở thành một cái người có văn hóa, có trình độ chuyên môn là cái chuyện đương nhiên à. Còn muốn học tới đâu, ngành nghề nào cho nó thích hợp thì cái đó tùy các anh chị thôi. Nhưng mà các anh chị thấy đâu phải mình muốn vô là vô. Mình phải có những cái tiêu chuẩn nào đó, mình phải đạt những cái tiêu chuẩn nào đó. Anh chị thấy rằng ở bên Mỹ nó hay ở một cái là bắt đầu từ từ cấp 2, cấp 3 là cho con nít nó đi theo từ thiếu sinh quân rồi nó vào, nó sinh hoạt, nó lớn dần trong cái nề nếp nhà bên. Ở bên đây thì chắc cũng có đó, mà tại vì mình anh chị không thấy thôi, trong những cái trường học bình thường đây con mình thì anh chị không thấy cái điều đó. Thì các anh chị thấy, mình thấy rằng một cái người mà tình nguyện đi vào quân ngũ chứ không có bắt buộc nha, không có bắt buộc, không có nghĩa vụ quân sự ha các anh chị. Ở bên này không có nghĩa vụ quân sự, không có nghĩa vụ, cái chuyện đó là cái chuyện tình nguyện. Anh yêu tổ quốc của anh yêu đồng bào của anh thì anh tình nguyện anh đăng lính. Và khi mà anh tham gia quân ngũ với cái lý tưởng cao đẹp là bảo vệ tổ quốc và đồng bào mình đó, à thì anh có những cái quyền lợi như thế này thế kia thế nọ. Chứ không có cái nghĩa vụ quân sự ha các anh chị. Trong khi các anh chị thấy nghĩa vụ quân sự bên mình là bắt cho bằng được. Bắt cho bằng được. Bắt lính cho bằng được, nhưng mà rồi vô trong đó anh chị thấy con em mình nó trở thành như thế nào. Thanh niên trai tráng à, đi bộ đội về thân tàn ma dại luôn. Bị quánh bầm dập không, bị bỏ đói. Bộ đội thì phải làm kinh tế, tăng gia sản xuất. Không làm thì đói, ráng chịu. Các anh chị biết rằng á, ở cái xứ sở thiên đường đáng sống của chúng ta đó, của phạm nhân trong các cái trại tù đi, 6.000 đồng thì các anh chị làm cái gì bây giờ? Không biết là các anh chị nghe anh chị rõ không? Các anh chị nói bị gián đoạn hả? Xin lỗi các anh chị ha. Tín hiệu nét kém quá hả? Anh chị livestream ở trong xe. Anh chị livestream ở trong xe, anh chị thấy mọi người vẫn comment bình thường. Ở đây chúng ta có ba trăm mấy chục chúng ta có ba trăm mấy chục người coi, còn không biết các anh chị ở đâu mà mạng nét yếu thì anh chị không biết. Sorry, xin lỗi các anh chị. Anh chị thấy khi mà chúng ta, nghĩa là ở đâu đi chăng nữa, ví dụ như các anh chị là công dân ở ngoài xã hội, các anh chị bị chúng nó xiết, chúng nó vắt, chúng nó cướp, chúng nó bóc lột theo cái cách của một cái người công dân trong một cái xã hội. Còn các anh chị đi vào bất cứ một cái nơi nào, khi chúng ta là học sinh, sinh viên, khi chúng ta là quân nhân, là lính, là bộ đội, hay là chúng ta là tù nhân phạm tội ở trong những cái trại tù cải tạo cũng vậy. Các anh chị thấy rằng là cái công sức của chúng ta đều được vắt kiệt và được quy đổi bằng tiền. Ví dụ như anh chị biết ở trên những cái trại giam như là ở trên Bố Lá hay trên Hàm Tân rồi chẳng hạn, những cái người tù họ phải tham gia vào cái việc sản xuất
để mà tạo ra kinh tế cho trại. Thì các anh chị thử coi, mấy ngàn hay mấy chục ngàn tù nhân phạm nhân họ trồng sắn, khoai mì hay thanh long hay bất kỳ cái gì chủ trương của cán bộ trại đi. Thì khi mà họ trồng ra như vậy đó, thì những cái mà sản phẩm ra đời họ bán cho các cái lái buôn Trung Quốc hay là họ bán ở đâu đó, thì tất cả những cái đó nó trở thành kinh tế, nó trở thành tài chánh. Ai là cái người hưởng những cái chuyện đó nếu không phải là những cái thằng cai ngục, những cái thằng mà trại trưởng, những cái thằng mà tù trưởng, đúng không? Rồi bộ đội cũng vậy, bộ đội cũng phải tham gia làm kinh tế, cũng phải sản xuất. Thì các anh chị biết rằng là ở trong láng trại của quân đội không có thao trường tập luyện, không có kêu là trau dồi cái những cái gì mà nó liên quan tới cái nghiệp binh chủng của mình, mà đi bộ đội chỉ để đi nuôi heo, đi nuôi gà, đi trồng dâu nuôi tằm, đi trồng rau trồng cỏ. Thì các anh chị thấy bộ đội như vậy, giặc nó đến các anh chị làm sao quánh giặc bây giờ? Đâu có được cho học võ đâu, không, đâu có được cho tập bắn súng, đại khái là không có cái gì cả. Đi vô trong trại là chỉ để làm kinh tế. Thì các anh chị thấy cái sức lao động của các em chúng ta khi mà đi vào trong các cái láng trại, các cái láng trại kêu là mấy cái quân khu đó. Thì các anh chị thấy hoàn toàn không có một cái gì gọi là được tập luyện một cách bài bản. Đó là lý do mà chúng ta thấy bộ đội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay nhảy son đố mi la fa son, hoặc là chơi cò cò, rồi hễ mà cần phải bắt cướp hay là bắt mấy con nghiện xì ke ma túy là các anh chị thấy là anh nào anh nấy cái chổi đó, anh thì cái chổi rơm, anh thì cái chổi chà, quơ quơ như kiếm hiệp vậy đó, để mà quánh với lại một cái con nghiện xì ke. Các chị thấy cái nghiệp vụ của mấy anh công an dễ sợ không? Sự thật còn ác thú hơn nhiều và đen thui. Nói thật với các anh chị ha, anh chị có dịp đi thăm nhiều nhà tù ở bên Việt Nam lắm. Hồi xưa ở bên Việt Nam á, anh chị có dịp đi đến, anh chị có dịp vào trong nhà tù Chí Hòa ở Thành Hồ rồi. Anh chị có dịp đi ra nhà tù trại tạm giam của cơ quan điều tra của Bộ Công an ở tại Hà Đông rồi. Anh chị có dịp đến cái trại tạm giam của Bộ Công an ở đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi rồi. Anh chị có dịp lên trại tù Bố Lá rồi. Và anh chị cũng có dịp đi trại tù Hàm Tân Z30D rồi. Anh chị thấy cái cảnh những cái người tù họ đội cái nón lá rách nát và họ lom khom, họ nhặt cỏ. Có ai còn nghe không các anh chị? Còn nghe không? Còn nghe không? Nó đứng mất tiêu rồi. Có ai còn nghe không? Cú cú. Có ai còn nghe không vậy? Mạng yếu quá ha các anh chị. Các anh chị còn nghe không ha? À, nghe lại rồi ha các anh chị. Ngày hôm qua hay hôm kia đó, anh chị nói lại đi hả, livestream vừa bị cúp. Không biết anh chị nói tới cái khúc nào. Anh chị nói rằng là thân phận của cái con người Việt Nam của mình đó, mà những cái người mà lỡ mà chẳng may mà vướng vào cái vòng lao lý ở trong tù đó các anh chị, nó kinh khủng lắm, nó thua một con súc vật. Sở dĩ anh chị nói như vậy là anh chị đã có dịp lê lết ở những cái nhà tù tại Việt Nam rồi. Anh chị có mặt khám Chí Hòa, Thành Hồ ha, nhiều lần rồi. Rồi anh chị có đến cái trại tạm giam của Bộ Công an nằm ngoài Hà Đông, nó cũng kinh khủng lắm, nó gớm ghiếc lắm.
Rồi anh Chi cũng đến cái trong tất cả những cái nơi mà anh Chi đến á, thì cái trại tạm giam ở đường Nguyễn Văn Cừ, Bộ Công an đó, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, thì cái đó là tương đối đỡ. Rồi các anh chị đến cái trại giam ở Bố Lá, các anh chị coi cái mạng nó đứt khúc hoài ha các anh chị, cái mạng nó đứt khúc hoài. Thôi đại khái là anh chị kể cho các anh chị nghe rằng là anh chị đi thăm nhiều nhà tù lắm ở ở Việt Nam. Anh chị có dịp đi thăm nhiều nhà tù lắm ở Việt Nam. Thành ra hễ mà nói tới đây là Facebook nó quay vòng vòng, hễ mà nói tới đây là Facebook nó muốn chặn rồi các anh chị. Thôi thì bây giờ chúng ta không nói về cái nhà tù của những cái tội nhân phạm nhân ở trong tù cộng sản nữa, mà chúng ta nói tới một cái nhà tù lớn hơn. Đó là cái nơi mà các anh chị đang sống. Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế. Nghe lại chưa ta? Và bây giờ chắc có lẽ anh chị nín luôn quá, cho nghe nhạc thôi, cho nghe nhạc thôi. Không biết là mạng mạng ở đâu có vấn đề thì xin lỗi các anh chị, từ nãy tới giờ đứng hình suốt hả? Bây giờ chắc chỉ có ngồi tán gẫu thì nó sẽ không đứng hình thôi chứ. Còn nói tới những cái vấn đề này nó nhạy cảm quá. Thôi bây giờ quay trở lại thời thế tạo anh hùng. Thì anh Chi nói rằng là không có cái thời thế nào mà nó tạo ra nhiều anh hùng giống như cái thời thế ngày hôm nay, ngày giờ này. Nói thật với các anh chị là như vậy. Ví dụ như chúng ta điểm mặt lại lịch sử, chúng ta điểm lại lịch sử thì chúng ta thấy ở năm nào mới xuất hiện. Ví dụ như trong cái thời điểm đó chúng ta có Hai Bà Trưng, Bà Triệu, rồi chúng ta có Trần Hưng Đạo, chúng ta có Nguyễn Trãi, chúng ta có Ngô Quyền, chúng ta có Đinh Bộ Lĩnh, chúng ta có đại khái là trong một cái số năm nào đó thì chúng ta mới có được một hai cái nhân vật anh hùng. Còn bây giờ từ năm 1975 cho tới bây giờ năm 2018, 40 mấy năm, nhưng mà anh chị phải nói rằng